Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiết lộ một cái bí mật mà xưa nay khả năng là cũng chưa chưa ai đặt ra câu hỏi đâu. Mình sẽ giải mã một cái hiện tượng. Mọi người chắc chắn là sẽ biết. Cái này là cái cây cỏ gà chọi. Có thể chơi trò chơi dân gian của cái thời thơ ấu. Chăn trâu cắt cỏ. Bí mật là nó nằm ở trong này nhá. Đố mọi người biết nguyên nhân tại sao nó lại có cái cỏ thế này không ạ? Chờ một lát mình sẽ giải mã cho các bạn. Và đây, thủ phạm chính là cái ở trong giữa đây, mọi người có nhìn thấy ạ. Đây là một con sâu. Con sâu chuyên tạo ra cái cỏ này nhá. Chỉ có con sâu ở trong lòng thì mới tạo ra cái cỏ này thôi. Còn bình thường cái cỏ này không có cái búi này đâu. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Nhìn rõ. Đây ạ. Chỗ cái khoanh vòng này nha.